từ từ thôi. Mày tính ai chết tao hả? Anh Phong, anh ở đây dưới xe nha. Thằng này. Anh Vinh, anh tới công chuyện với em rồi. Trời đất Khánh Hằng ơi, giờ này mà anh còn ở đây uống nước tăng lực được nữa. Uống sữa. Là sữa thiệt các bạn ơi. Bỏ đi, ra đây em cho anh coi này nè. Lẹ lên. Trời đánh còn tránh luôn uống sữa mày. Xin trân trọng giới thiệu anh và các bạn khán giả đang xem kênh Tony TV. Mình và anh Phong đã chế tạo thành công cái chiếc xe đẩy lon tuổi hơ. Đẹp chưa các bạn? Anh có muốn chơi không? Để em làm thêm cho một chiếc. Làm sao mà ông có thể cưỡng lại được cái sự hấp dẫn của chiếc xe này? Mày nhìn ổng kìa. Anh Hằng ơi, sao ông không quan tâm anh em mình chơi vậy anh Phong? Thông cảm đi cô Tí ơi. Chắc là tuổi thơ chưa từng được trải nghiệm cái trò chơi đẳng cấp gì rồi. Tội nghiệp, từ nhỏ tới lớn chưa từng chơi mấy trò này. Xe đồ chơi của mày nha Vinh. Đi nãy giờ bỏ chân quá. Chơi chán bỏ đại đi mày ơi. Tính ra tuổi thơ của anh hồi nhỏ cũng tạm ổn. Đúng là hai thằng trẻ trâu có cái tuổi thơ bất hạnh. Anh sợ là hồi nhỏ anh chơi những cái trò mà tới bây giờ 30 tuổi hai đứa bay chưa từng nghe tới nữa đó. Anh nói sao? Có cái trò chơi nào mà hồi nhỏ hai này chưa từng chơi anh nói nghe coi. Trò nào? Bắn bi, nhảy dây, đá cầu, đá gà, đá banh. Pháo dù. Pháo dù kìa anh Phong. Anh hãy mô tả chi tiết cái quá trình làm tới cái quá trình chơi cho anh Vinh biết đi. Được, được. Tao không có biết. Cái trò này là trò gì nghe lạ lùng vậy trời. Anh Quang, có biết trò này không? Biết chứ sao không, nhỏ anh chơi hoài chứ gì. Anh Quang nói mình cũng không có tin nữa các bạn. Tại anh chơi thân với anh Vinh mà. Bây giờ mình hỏi anh Quy nè. Anh Quy, anh có biết cái trò pháo dù không? Trời ơi, cái trò pháo dù hồi nhỏ ai mà không biết. Mấy anh bay chưa chơi cái gì mà hỏi lạ vậy. Nhìn mặt ngơ ngơ vậy là biết chưa chơi pháo dù lần nào rồi. Ê Vinh, sẵn bữa nay mình quay trở lại clip trở về tuổi thơ đi. Để cho hai nãy biết pháo dù là gì luôn. Ok luôn, vậy thì cái vlog này sẽ là tập tiếp theo cho cái series Tony trở về tuổi thơ 20 năm trước nha bạn. Và nếu các bạn thích cái nội dung như vậy thì hãy bấm nút đăng ký kênh, bấm like để cho anh em mình có thêm động lực. Trời làm luôn đi. Ê Quy, mày làm pháo dù khéo nè, mày làm cho tao một cái pháo dù coi. Thôi đi cha, giờ làm pháo dù á thì nguyên liệu cần phải có que diêm nè. Mà que diêm á ra tiệm tạp hóa mua có rồi. Cái khó ở chỗ là phải kiếm lông gà, lông vịt. Mấy cái này giờ kiếm đâu ra? Má lông chim được không? Được, nhưng mà phải bự nha. Bự chà bá gì nè. Kiểu này là pháo dù chơi đã lắm. Pháo dù mà sợi lông càng bự là bay càng cao đó nha mày. Em thấy con chim của thằng Ngọc rồi. Mình nói lộn các bạn ơi. Trời ơi, nói lộn ông nội ơi. Thấy chính nói chuyện không rõ dễ bị hiểu nhầm tới chứ mày. Thằng Ngọc. Con chim cu của nhà Ngọc nuôi. Thiệt tình luôn đó nói chuyện. Chim cu nhà thằng Ngọc nuôi con này thì biết rồi. Nếu như vậy thì thằng Quang đi nhổ lông con chim nó về là đúng nhất. Tại thằng Quang nó rất là thân thiết với thằng A Ngọc. Mày đi lại đây, lại đây. Mấy anh bay đi theo làm gì? Một mình thằng Vinh thôi. Cái gì? Đi lại đặng đi. Cái gì? Đi. Gì vậy? Mấy anh bay đi, xích đặng đi. Nó nghe nè. Mày biết tao chưa có ghệ đúng không? Đúng đúng. Cỡ vợ Ngọc á, nó tính giới thiệu chị gái nó cho tao. Dễ thương lắm. Bây giờ tự nhiên cái tao đi qua nhà trộm cái lông chim của nó. Nó giận lên rồi nó không giới thiệu chị nó tao luôn sao? Kêu không? Thằng khác đẹp dễ thương dữ lắm. Đấy. Kêu mấy kia. Thằng Quang nó không có qua nhà Ngọc được rồi. Tại vì nó có công chuyện riêng của nó. Thôi thì thằng Cu Tí đi. Cu Tí đi. Không được anh Vinh ơi. Cái con chim đó thằng Ngọc nó quý dữ lắm. Em mà qua bển bức trộm lông chim của nó biết mất tình cảm anh em luôn á. Không được đâu. Này cái gì trời, tao là người biết lạ mất gì tao đi. Thằng Khứa Phong nè, sống bếp đều đi lấy nguyên liệu về đi rồi anh em mất gì làm. Thôi bên nhà Ngọc có nuôi chú vịt dê chà bá gì nè. Em sợ là chưa có lấy được cọng lông chim nhà nó nữa là chó nó cạp em thôi. Thôi Để cho công bằng thì tôi sẽ cho anh em trải nghiệm một cái trò chơi. Ở trong túi của tôi đang có 5 lá phiếu bốc thăm. Trong mỗi lá phiếu này là có một cụm từ. Thằng nào xui xẻo bốc trúng cái cụm từ khác với 4 thằng còn lại thì thằng đó sẽ đi liều mạng lấy cọng lông chim về đây làm pháo. Rồi bốc đây. Em bốc trước cho. Bốc ra rồi thì coi dùng cái từ ngữ để miêu tả cái từ đó nha. Rồi. Thằng nào trước?
Em gọi nó đi. Đây. Cái con này mỗi khi mà nó cất giọng lên á là anh em mình phải run sợ đó. Nó rất là dễ quạo, dễ nóng giận. Cái lúc mà nó ăn no thì thôi nha, nhưng mà cái lúc nó đói á là cái miệng nó kêu từ sáng tới tối chịu không nổi luôn. Con này là cái mũi và cái lỗ tai của nó rất là thính. Mũi thính. Tiền lương mình giấu ở đâu cũng bị nó đánh hơi được. Còn lỗ tai thính là sao ta? Cứ mỗi lần mình nói xấu nó ngoài đường là ngày đó về nhà bị nó quýnh. Chắc chắn là chửi vợ rồi. Rồi tới mày nãy giờ mày không nói. Cái con này nó hung dữ dữ lắm, anh em đừng nên chọc nó. Đúng. Đây đây, còn chi tiết nữa nè. Ánh mắt của nó rất là sắc bén. Nó thường làm bá chủ ở cái khu nó sống. Cái điểm đặc biệt nữa là nó ngáy rất là to trong lúc ngủ. Con này là nó có một cái bờm lông rất là dày ở trên cần cổ. Ủa, giờ làm sao mà có bờm lông trên cổ anh Vinh? Câu gì? Mày chửi gì? Giống mình đó. Đây nè, vợ. Trời anh em chửi gì? Sư tử. Mày tiêu rồi. Xui xẻo nhất là đi liền cho tao mày. Đi lấy cầm lông kem đi. Ơi mà phải anh Vinh đi. Gì nữa? Cho em một cơ hội chơi một lần nữa đi. Thôi thôi giờ mày muốn chơi nữa phải không? Mày lấy điện thoại ra, tải ứng dụng WePlay về vô đó trải nghiệm cái trò chơi ai là gián điệp đi. Nội dung của nó, cách chơi nó y chang như cái trò này vậy nè. Đúng rồi, cái ứng dụng WePlay này gần đây đang rất là hot nha các bạn. Ở trong đó nó có các cái trò chơi như là bạn dễ tôi đoán nè, dẫn mic giành hát nè, ai là gián điệp nè. Đặc biệt hơn nữa là mình có thể tự tạo phòng, vừa chơi vừa trò chuyện với mọi người luôn. Anh Vinh ơi, như em xài cái điện thoại iPhone nè, hệ điều hành iOS, em tải được không? Hệ điều hành iOS hay là Android đều có thể tải được hết. Các bạn quan tâm thì có thể truy cập vào cái đường link mình có để trong phần mô tả ở dưới cái video này. Các bạn bấm vào đó tải ứng dụng WePlay về, trong đó có rất là nhiều trò chơi để cho các bạn trải nghiệm. Đảm bảo mọi người sẽ rất là yêu thích luôn. Thằng này đứng đây làm gì nữa, đi lấy đi. Đi lấy đi, lòng kim nhanh lên. Trời ơi, làm gì vậy? Rồi mày làm gì vậy? Hả? Mày có phục cái gì? Cái con cu cườm này nó bự nè, lông nó dài. Ê, sao nó quậy dữ vậy trời? Hột tay vô chắc con mổ chết quá. Cái con cu trắng này coi bộ nó hiền nè, để mình nhổ lông nó kìa. Ra đây em, ra đây. Đầy đầy viêm vô cái bộ lon nha anh em. Em đang cạ ra nè. Ít ít thôi, đừng có làm nhiều quá, pháo nổ lớn ảnh hưởng xóm giềng đó. Bây giờ cũng xong rồi nè, chờ cô tí đem mấy cọng lông chim về mình buộc vô là chơi được rồi đó. Bóp ra thêm đi Phong. Đau quá anh em ơi. Ê, cô tí nó dậy, nó bị gì kìa anh em? Phong hả? Cô tí. Trời. Mày bị cái gì vậy? Nói với tao là mày bị té xe nghe. Không phải, chó cắn. Trời, chó cắn. Rồi, mấy cái vết thương trên mặt mày là sao? Nó gượt em rồi em giặt lộn với nó luôn. Trời, vậy rồi mày có bắt được cọng lông chim nào đem về không? Trời ơi, em vừa hột cái tay vô chuồng bắt con chim ra, chưa kịp nhổ cọng lông nó nữa là con chó nhào tới gượt em rồi. Mà con chó nó bự chà ba nè anh Vinh. Em sợ kêu nó mất con mấy cọng lông chim quay xong nè. Không có lông chim nhưng mà em có lông vịt được không? Trời ơi, hay chưa. Không có lông chim thì bây giờ nó cũng lượm được cọng lông vịt lông gà vậy thay thế được rồi. Anh em gì đâu trong tim mà đụng chuyện có chút xíu gì là muốn đánh lộn nhau. Tha cho mày đó. Kiểu đó rồi fan ta coi clip này ta đánh giá em sao? Mày cứ bình tĩnh đi, cầm. Có điện thoại kìa mày. Ai gọi trời? Ta. Gọi vậy? Mẹ mua cho con heo tết. Mẹ mua cho con heo tết. Ngọc hả? Dạ alo. Alo anh nghe này Ngọc ơi. Anh cu tí làm mất con chim cu pháp màu trắng của em rồi. Có bằng chứng gì không? Em mở camera ở nhà lên kiểm tra thấy ảnh làm sổng. Rồi em biết rồi. Dạ. Gì vậy mày? Chuyện gì vậy? Ủa đi đâu hả? Đi đâu hả? Đi đâu mày? Mày chạy đi đứa đứa. Chạy đi. Để tao đập nó. Mày tha cho nó đi Vinh ơi.
cây pháo dụ. Hoàn thành xong ba cây pháo dụ nhé các bạn. Chơi đi. Trải nghiệm liền mới được. Em quăng trước chứ. Đừng. Nguy hiểm. Quang với Quy xách cái ghế này là đây làm rào chắn coi. Đúng rồi. Đi đây làm rào chắn cái đi. Trời ơi. Nặng á. Rồi để xuống đi. Đó tụi mình sẽ thấy cái pháo vụ đặng tụi mình trốn đây nha các bạn. Rồi đi. Để tao trước à. Xuống. Anh em coi tôi thấy nè. Cái gì vậy? Tiếng quá giòn luôn các bạn ơi. Đã luôn. Ê khoan. Tôi nhớ là cái pháo vụ hồi xưa á, gắn lồng vịt vô nó bay nó xoay đẹp dữ lắm. Còn cái trái này của mày mày thấy đâu mà nó rớt như trái lựu đạn vậy? Mày nhìn nè, mấy cộng lồng nó nhỏ xíu này sao xây được? Ê, cái cộng lồng của tao nó dài nó bự nè, để tao thấy thử nha. Ông thấy cái trái này lên trời xong cái nó rớt xuống đây cái cả đám mình nổ bên xác luôn rồi sao cha. Hơi lần pháo không cho chơi. Có cách rồi. Cầm quay phim luôn đi. Cầm quay đi. Ủa lên gì mày? Trời ơi, đang chơi pháo kia lại đó móc bọc là sao hả? Móc bọc đâu? À, tôi có cái cách này. Bây giờ mấy anh em á tháo luôn mấy cọng lông vịt này ra đi. Lấy cọng chỉ buộc vô hai cái đầu bọc, nói vô trong cái cục pháo này, cái mình đứng ở trên sân thượng, mình thấy xuống kiểu giống như lính thả dụ mày quay phim cho đẹp. Tao không biết. Rồi chạy đi ông nội. Mày không biết chơi nào. Kiếp trước cha nội này làm ăn cướp chắc luôn. Sao cái sân thượng cái bơm hai nó lên lâu như mày? Đâu rồi, kìa. Ê, chỗ này được kìa Vinh ơi. Tao chọi nha. Thôi đi, thằng nào chọi trước vậy? Khoan, để tao chọi trước cho. Được rồi. Chọi đi. Chọi kìa. 1, 2, 3. Đi đại. Nhanh đi. Nổ lớn dữ. Trời ơi, đứa nào làm cái gì mà nổ sùm vậy? Mày nói Vinh, bữa nay mày chơi cái trò gì mà nổ sùm là mẹ giật mình á. Con có chơi đâu, mấy này chơi. Cái tướng nhìn thấy ghét quá. Thôi đi mày, đừng đổ thừa ai trơn á. Vô nhà nằm cứ xuống cho mẹ. Mẹ muốn cây bự hay cây nhỏ để con đi lấy. Đánh thì lấy cây bự chứ lấy cây nhỏ làm cái gì. Ê Vinh ơi, bà cô kêu mày vô nhà làm gì mà lâu dữ vậy mày? Kêu tao vô để quýnh tao đó mà. Lớn già đầu bị đòn nữa trời. Quay YouTube này mà các bạn, bày hết trò này tới trò khác bị đòn là như ăn cơm bữa thôi. Nhìn mày vậy nghĩ lại công nhận tao may mắn thiệt cái Vinh. Sao? Từ nhỏ tới lớn mẹ tao chưa đánh tao lần nào hết á. Tao mà có làm gì bà không thích ha, thì bà la với cằn nhằn tao từ sáng tới tối là xong rồi. Tao thấy Vinh mới may mắn hơn mày á. Cằn nhằn từ sáng tới tối sao chịu nổi. Thà như nó đi, bị đòn ngang cái là xong. Đâu xong? Có mặt anh em ở đây thì quýnh tao vài cây thôi, nhưng mà chiều nay quay phim xong tụi bay đi về, lúc đó mới quýnh tao dữ đó. Có sao mày? Dòng mấy cái cây đó đánh tao không đủ gãy ngứa nữa. Đỉnh. Hãy. Cái gì vậy mày? Máu mày ơi. Ủa Phong ơi. Ủa ông Phong đâu rồi anh em? Xe chú mày kìa. Ủa cái gì mày đứng ở đây đấy anh chay? Cái dừa phim mày không lo quay chạy lên cái dừa làm gì, đổ nước dừa hả? Không phải, ý của em á là bây giờ mình leo lên đó hái lá dừa xuống làm cái kèn thổi. Anh còn nhớ cái kèn lá dừa tuổi thơ không? Rồi thằng Phong mà nó không nhắc tao cũng quên cái trò này luôn rồi đó. Rồi thằng nào hái lá dừa? Ê, để vua khỉ leo cha. Vua khỉ để leo đây. Phong này leo dừa hay lắm các bạn. Leo dừa là nghề của em mà. Từ nghe mày. Đúng là vua khỉ thiệt chứ. Ôm chắc vô nghe Phong. Ê, vua khỉ ơi. Cái điện thoại túi đít em nó muốn rớt dưới kìa. Quăng lên. Bỏ máy quăng xuống đi cho anh Quang chụp. Chợt về giữa sương mờ. Rồi anh mơ như đắp mơ. Thank you.
coi. Và tiếp theo đây sẽ là một cuộc thi kiểm tra coi âm thanh của cây kèn lá dừa nào lớn nhất, hay nhất và trong nhất nha các bạn. Âm thanh của cây kèn hàng nào mà lớn nhất đó làm đại ca. Ai hỏi trước? Tao hỏi trước. Thằng Quang hỏi trước đây. Trời kêu kìa. Cái tiếng cũng khá là thanh đó, nhưng mà không biết lớn bằng cái tiếng kèn của ông Quy không đây. Cái kèn của ông này nó bự. Cái kèn này bự là chắc cái lớn á. Lạ chưa, đây là kèn mẹ, đây là hai cây kèn con. Mẹ bồng con hả? Thổi cái đó. Ủa ba cây này thổi cây nào? Cây nào thổi cũng kêu hết. Thiệt không, thiệt không? Thiệt, thiệt. Thổi cho nghe cây nhỏ trước luôn nè. Thôi thổi cây kèn bự đi ông trời ơi. Cây kèn mẹ của mày tiếng kêu lớn dữ ha. Thôi gì đâu có ra gì hết trơn. Mày kia tới mày kia. Ok, tới mình nha các bạn. Đây, nghe nè. Ủa con ra đây làm gì bốn? Cho con xin lấy kèn. Xin cái kèn hả? Vô nhà đi con. Còn cha thứ dữ nữa. Vô nhà chơi đi con. Vô nhà con ơi. Chỗ cha đang chơi mà con cái chạy ra đây làm cái gì? Đây cho chị cục quá. Chưa đâu hả? Còn không nữa hả? Mày đừng có tưởng cái kèn mày là lớn nhất. Chùm cuối mà phải xuất hiện sau cùng chứ. Đây nè. Ủa? Theo em cái gì? Đây trời ơi. Ôi trời, cây kèn ông của nội. Cây kèn ông của nội. Trời ơi, kèn ơi. Trời ơi, từ rồi mày thổi đi. Thổi đi thổi đi, mày vô đi Quang để quay phim cho. Để coi cây kèn khổng lồ của ông Phong nó thổi kêu như thế nào nha mọi người. Cái gì nói gì không? Trước khi thổi cái kèn này á là phải khởi động cái mới thổi được. Cũng đúng, cũng đúng. Cô dạy em đặt theo đúng. Cái tướng nó nhìn y như thằng si ke luôn trời. Rồi thổi đi. Đây. Khoan. Dạ. Cái kèn này chắc cái tiếng nó lớn dữ lắm. Tao né ra chỗ khác để điếc lỗ tai tao. Đúng. Thổi đi. Rồi thổi nào Phong ơi. Thổi đi. Cái này là cuộc thi thổi kèn chứ không phải là cuộc thi đít nha mày. Anh thông cảm đi. Cái kèn này nó bự quá cho nên á là có gặp sự cố một xíu mà. Ối luôn á trời. Rồi còn quay đâu? Có trò mới rồi anh em ơi. Thằng tự nhiên đang thổi kèn mày chạy chiếc xe này ra đây làm cái gì vậy? Tao mới nghĩ ra cách này. Không, mày lấy cái kèn gắn vô bộ xe đi. Đây. Gắn được cái bộ xe. Bị đầy xe lên à. Để làm cái gì? Có một cái kèn của em chiến thắng rồi. Tiếng kèn của nó lên chứ trời. Vậy là phải có cái bộ xe thì cái kèn của Phong mới kêu được. Vậy là chốt lại là cái kèn ông nội của ông Phong thằng bé. Chứ gì nữa. Cái gì kỳ vậy? Mày có thổi kèn được đâu. Mày làm cái kèn cho bự xong rồi mày thổi có nổi đâu mà mày đòi mày hạng nhất. Không lẽ mỗi lần mày thổi kèn mới mắc dắt chiếc xe theo hả? Anh em muốn nghe tiếng gì không? Như tiếng cô Tí nó khóc hay gì á. Như là vậy rồi. Không lẽ là cô Tí nó ở trong phòng nghe mấy anh em mình ngoài đây chơi vui quá cái nó ở trong nó buồn nó khóc ta. Vô thầm đó coi. Tội nghiệp nó quá các bạn ơi. Rồi sao vậy? Vô thăm nó. Vô thăm nó. Vô thăm nó đi. Trời ơi, kết quả là con tôm hùm. Vậy mà nãy mình đoán là con tôm tích trời. Dở thiệt chứ. Ủa, cô Tí chơi cái trò gì mà hắn khóc la sùm vậy? Nó đang chơi trò bạn vẽ tôi đoán đó. Có chờ não sơ mi gì ta. Giặc này có 6 chữ cái. Nhìn qua là biết cúc áo rồi. Kết quả tới 6 chữ cái lận. Cúc áo có 5 chữ à? Cái cúc mới đúng. À cái túi. Lần này không đúng nữa, tao kêu mày bằng ông nội luôn nè. Cái túi gửi. Ai ơi sai nữa rồi. Tao ngang chốt cái hàng tư không vậy? Không khi nào mình lộn trong top 3 trời. Đã không được ông Minh rồi còn đập cái đầu vô đây nữa. Kiểu này chắc ngu luôn quá. Anh em thấy cái trình độ nhịn hình đoán chữ của mày gà quá.
Cho nên tụi anh đã mở hẳn một cái khóa dạy đặc biệt để nâng cao cái trình độ chơi game của mày lên nè cu tê. Xong cái bản này. Thấy mẹ em thương mày chưa? Anh em đứng dưới đây cùng với nó chơi đi. Quang lên trên này dễ quang ơi. Để tao. Nói cho nó biết luôn là có mấy chữ cái. Gợi ý đầu tiên có 6 chữ cái. Nhớ lại đi. Nói lại cho anh nghe coi mấy chữ cái. 6 chữ cái. Rồi tập trung vô coi mấy nét vẽ đầu tiên nè ông ơi. Cho kỹ vô nè. 1 nét nè, 2 nét. Rồi, đón đi. Đón đi. Nét nha. Cái gì? Là cái mông. À, không phải. Cái mông tới 7 chữ cái lận. Thông minh hơn rồi. Là cái đích. Đáp án lần này mà không chính xác á, em cho mấy anh quýnh em nè. Quýnh nó đi anh em ơi. Thôi được rồi, tôi suy nghĩ lại rồi. Có thể là do thằng Quang vẽ thiếu nét đó, nó dự đoán chưa được. Bây giờ mày vẽ thêm vài nét nữa đi cho thằng cu tí nó đoán nè. Vẽ tại thiệt nhìn nè. Nhìn kỹ vô nha. Đón tiếp đi. Sao nhìn giống cái ngực vậy ta? Cái ngực tới 7 chữ cái lận. Cái gì? Có khi nào là cái vú không? Có 5 chữ cái à? Đúng. Sắp ra rồi. Là cái vú. Cái đáp án lần này mà không chính xác nữa, em tình nguyện cho mấy anh quýnh em luôn nè. Quýnh nó đi anh em ơi. Thôi được rồi, ngưng đi. Thôi bây giờ mày nói luôn cái gợi ý còn lại cho thằng cu tí nó biết luôn đi Quang ơi. Đây là một loài động vật đại ca ơi. Là một loài động vật. Animal. Mô gì mấy? Animal. Animal. Động vật biết chưa? Coi cái nó là con gì. Coi cái nó là con gì, tập trung vào. Tôi vẽ kỹ luôn nghe không? Thằng Quang nó vẽ quá chi tiết luôn các bạn ơi. Rồi đón đi. Thật ra nãy giờ em giả bộ không biết thôi. Bạn khán giả người ta xem clip này nè, họ cười. Là khiêu hài hước. Bên đây nè, ai không biết đây là con mèo. Là con mèo đó. Các bạn ơi, theo các bạn đây là con gì? Các bạn vui lòng bình luận phía bên dưới cho cô tí biết giúp mình cái nha. Theo tao dự đoán á, sau khi vẽ cái hình này xong thì 90%+ dân số trên thế giới là đoán được con gì rồi. Vậy mà này không đoán ra, mày tính sao đây? Thôi tụi bay tính sao tính đi. Thôi có lẽ là cái video trở về tuổi thơ nên khép lại thôi mọi người ơi. Chứ nếu mà tiếp tục quay phim với anh cu tí chút xíu nữa chắc là mình sẽ bị lên huyết áp á. Thôi thì nếu mà các bạn thấy những cái trò này vui thì các bạn hãy tải ứng dụng WePlay về để mà trải nghiệm nha. Và đồng thời đừng quên một thao tác cực kỳ quan trọng đó là bấm nút đăng ký kênh, bấm like và bật cái chuông thông báo lên cho anh em mình có thêm động lực nha các bạn. Hẹn gặp mọi người ở cái vlog tiếp theo.